giả thân mến của chuyên mục phong cách, chắc hẳn đối với mỗi cô nàng thì những thỏi son môi như thế này là một vật bất ly thân không thể thiếu, đúng không ạ? Thế nhưng đã bao giờ các bạn đã tự tay mình tạo nên những thỏi son handmade thay vì là đi mua son chưa ạ? Và đó thì cũng chính là chủ đề trong chuyên mục phong cách ngày hôm nay của chúng tôi. Chị Hồng này, son handmade so với những loại son thông thường khác thì nó có ưu điểm gì và có điều gì khác biệt hơn ạ? Đối với son handmade thì nó có một điều đặc biệt là tất cả các nguyên liệu sử dụng làm son là các thành phần hữu cơ thiên nhiên, rất là thân thiện với môi trường và thân thiện với lại cả người sử dụng nữa. Điều đặc biệt của son handmade đó là giúp cho nuôi dưỡng, bảo vệ đôi môi của mình và khiến cho môi hồng hơn, đẹp hơn, đồng thời là cũng có những cái sắc màu nó rất là tươi tắn và phù hợp với lại giới trẻ ngày nay. Để làm son handmade thì chúng ta sẽ cần có những cái nguyên vật liệu như thế nào ạ? Để làm thùng một thỏi son handmade thì trước tiên là chúng ta phải có hai phần cơ bản. Phần thứ nhất là phần dầu nền, phần thứ hai là phần màu. Dầu nền thì là các loại dầu thực vật tự nhiên, ví dụ như dầu dừa, dầu cám gạo, dầu hạnh nhân và sáp ong. Phần thứ hai đó là phần rất là quan trọng, đó là phần màu. Nếu như em muốn có một màu son tươi tắn thì chị khuyên chúng ta nên sử dụng cái màu khoáng của Mỹ, là cái loại màu khoáng rất là tốt, và nhớ là mua những loại đã được kiểm duyệt của FDA, tức là một cái cục kiểm định về các loại màu thực phẩm của Mỹ, chứng tỏ là nó an toàn với người sử dụng và màu sắc nó cũng rất là đẹp nữa. Vậy thì trong quá trình làm son handmade có điều gì mà chúng ta cần phải lưu ý không ạ? Trong cái quá trình làm son handmade thì chúng ta cần lưu ý đến cái tính chất của đôi môi mình hoặc là tính chất da của mình. Ví dụ như là da em khô và môi em khô thì em cần phải bổ sung thêm cái loại dầu dưỡng ẩm nào hoặc là cái loại bơ, loại sáp nào thích hợp đối với lại làn da của mình để cho nó phù hợp hơn với em. Bên cạnh phần nền và phần màu, chúng ta còn cần chuẩn bị một số dụng cụ làm son như cân tiểu ly, khuôn son, thỏi đựng son và cốc đong. Chúng ta cùng nhau bắt tay vào làm son thôi nào. Đối với son dưỡng, sau khi lựa chọn được loại dầu dưỡng ưa thích, chúng ta sẽ cần sáp, dầu, bơ theo tỷ lệ phù hợp. Sau đó, đun dầu, sáp cách thủy đến khi tan hoàn toàn. Cuối cùng, đổ vào khuôn để nguội là có thể sử dụng được. Còn đối với son màu thì làm tương tự như son dưỡng nhưng sẽ chia lượng dầu làm đôi. Một nửa đổ vào sáp, một nửa còn lại đổ màu vào khuấy đều cho tan. Sau khi đun dầu và sáp cách thủy cho tan chảy, ta đổ màu vào khuấy đều rồi đổ vào khuôn son. Đợi son nguội khoảng 30 đến 40 phút hoặc cho vào ngăn đá 10 đến 15 phút rồi tháo khuôn son cho vào thỏi là có thể sử dụng rồi. Chúng ta đã hoàn thành xong những sỏi son handmade rất là xinh xắn này rồi, như thế thế nào? Em thấy công đoạn để làm son handmade thì cũng khá là cầu kỳ tỉ mỉ. Thế nhưng mà sau khi nhìn thấy những sản phẩm của mình được tạo ra và thành một cái sản phẩm hoàn chỉnh rồi thì em thấy rất là đẹp mắt. Vâng, thưa quý vị và các bạn, để làm nên những thỏi son handmade như thế này thì cũng không phải là quá khó, đúng không ạ? Ngọc Tuyết nghĩ rằng mỗi chúng ta đều có thể tự làm tại nhà để dành tặng cho chính bản thân mình cũng như là những người thân yêu của mình. Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng xin được khép lại. Xin chào! Đến đây, chương trình Điểm hẹn văn hóa kỳ này cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!